nhà trên đất nông nghiệp bị phạt bao nhiêu? Căn cứ điểm D khoản 1 điều 57 Luật Đất đai 2013, thì trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp người sử dụng đất tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép là vi phạm pháp luật nên sẽ bị xử phạt theo quy định. Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 9, 10 và 11 Nghị định 91 năm 2019 của Chính phủ, thì hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sẽ bị xử phạt. Tùy vào loại đất thì diện tích vi phạm và đối tượng thực hiện hành vi vi phạm là tổ chức hoặc cá nhân.